Tiếp theo á thì anh chị sẽ được cài đặt một công cụ hoàn toàn miễn phí. Công cụ này trên Facebook có giá là 39 đô và anh chị được cài đặt là hoàn toàn miễn phí. Được không ạ? Khi anh chị học khóa học Facebook Marketing YouTube thì anh chị sẽ được cài đặt hoàn toàn miễn phí công cụ 39 đô này. Đây là công cụ để anh chị. Tôi sẽ bắt đầu hướng dẫn cho anh chị cài đặt công cụ này. Được không ạ? Đầu tiên anh chị có thể truy cập vào group 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 là group này dành cho những học viên của lớp Facebook Marketing YouTube là group chiến binh YouTube. Anh chị có thể vào group này để tải bộ công cụ về. Khi mình vào group rồi anh chị, nếu anh chị đã đăng ký khóa học đó, thì mình sẽ được chấp nhận vào group. Đây là group nội bộ. Ngoài kiến thức về Facebook, anh chị sẽ được học rất là nhiều kiến thức về marketing, bán hàng, Google hoàn toàn miễn phí. Được anh chị. Rồi, bây giờ mình sẽ vào phần file. Mình sẽ tải một cái file Word tên là công cụ Facebook YouTube. Mình sẽ tải nó về. Được anh chị. Đây, ví dụ giao tải về và giao để sẵn trên máy, mình sẽ mở lên cho anh chị. Trong bộ công cụ này rất là nhiều công cụ, nhưng mà khi học đến phần nào thì Giao mới hướng dẫn cho anh chị các công cụ đó. Được anh chị. Mình sẽ vào file Word đó, mình tải công cụ số 1, mình tải công cụ 1 này về. Được anh chị. Nếu anh chị gặp khó khăn trong vấn đề cài đặt công cụ này, anh chị có thể là khi mình đăng ký khóa học vào group thì Giao sẽ hỗ trợ anh chị từ xa. Nè, sau khi mình tải về á thì đây là bộ bộ công cụ mà Giao đã để sẵn trên máy, tải về như vậy. Được anh chị. Công việc đầu tiên của mình á là mình sẽ giải nén cái công cụ này ra. Được không ạ? Được anh chị, là bộ công cụ. Mình giải nén công cụ này ra. Được không ạ? Ở trong đây á thì anh chị sẽ thấy công cụ là Facebook Social Toolkit bản 2.3.7. Rồi, mình sẽ tiếp tục giải nén công cụ này ra. Giờ sẽ xóa công cụ trên máy để Giao cài đặt từ đầu cho anh chị thấy. Rồi, sau khi giải nén xong anh chị, Giao sẽ mở trình duyệt Chrome. Công cụ này anh chị nó chỉ sử dụng trên trình duyệt Chrome là biểu tượng màu vàng, hoặc là trên trình duyệt cốc cốc này thôi. Các trình duyệt khác thì mình không sử dụng được nha anh chị. Mình chỉ sử dụng được trên hai trình duyệt đó thôi. Được không ạ? Sau khi mình giải nén cái thư mục đó xong thì nó sẽ tạo một cái thư mục như vậy và bắt đầu mình tiến hành mình cài đặt công cụ. Được không anh chị? Đầu tiên á, nếu anh chị trên trình duyệt Chrome á, mình sẽ vào biểu tượng ba gạch ở bên góc phải tùy chỉnh như vậy. Được anh chị? Mình vào phần cài đặt. Tiếng Anh nó là setting và tiếng Việt nó là cài đặt. Được anh chị? Rồi. Mình sẽ chọn một cái mục gọi là tiện ích, hay là còn gọi là Enhancement. Anh chị check vào cái ô nhà phát triển, check vào cái ô chế độ dành cho nhà phát triển. Khi anh chị check vào chế độ đó thì mình sẽ có một mục gọi là tải tiện ích bổ sung, hay là còn tiếng Anh gọi là Upload Enhancement. Mình sẽ nhấn vào đó rồi mình chọn đến đúng cái file mà mình lúc nãy mình vừa giải nén ra. Ví dụ là bộ công cụ là file mình giải nén, cái file tên là Facebook Social Toolkit, mình tải nó ra thì công cụ mình sẽ được cài đặt ở đây. Lên gì? Cài đặt ở đây. Tuy nhiên á, khi mà cài đặt lần đầu tiên á anh chị thì công cụ này á là nó có hai bản, một bản là Free Tool là miễn phí, một bản là Premium Tool là bản có phí anh chị. Anh chị muốn sử dụng công cụ này có phí á thì bắt buộc anh chị phải tập trung nghe hướng dẫn này, hoặc là PM, hoặc là đưa thông tin lên đội hỗ trợ thì anh chị mới được cung cấp cái phần báo cáo phí. Được không ạ? Giao sẽ click vào. Đó anh chị thấy mà, khi Giao click vào cái phần có phí á, thì tự nhiên nó sẽ hiện là email và license key. Nếu anh chị không được hướng dẫn á, thì anh chị sẽ không được sử dụng cái phần mềm này miễn phí. Ví dụ Giao sẽ vào Buy Premium Tool. Anh chị, một công cụ này, công cụ khá hay của nước ngoài mà Giao thường xuyên sử dụng. Được không ạ? Anh chị, công cụ này hiện là đang có giá là 39 đô. Nhưng mà ngày hôm nay khi anh chị đăng ký học Facebook Marketing YouTube mà anh chị học thì công cụ này hoàn toàn miễn phí cho anh chị, công cụ có giá 39 đô hoàn toàn miễn phí, được không ạ? Được không anh chị? Đó. Rồi,
khi mà mình sẽ mở lại, bắt đầu mình kích hoạt công cụ, mình kích hoạt công cụ anh chị. Rồi mình sẽ mở lại là phần có phải anh chị click vào nút nào trên đây cũng được, như click một nút bất kỳ để anh chị. Bây giờ tôi sẽ cung cấp cho anh chị email và license key, được không ạ? Email và license key để anh chị có thể là đăng nhập và sử dụng phần mềm này hoàn toàn miễn phí 100%, anh chị không phải tốn bất cứ chi phí nào cả. Để anh chị email của tài khoản, bây giờ sau giao sẽ tiến hành gõ email của tài khoản anh chị. Email của tài khoản anh chị gõ vào là nguyenhuynhgiao.com@gmail.com, được anh chị. Key của tài khoản là nguyenhuynhgiao.com. Rồi bây giờ tôi sẽ tiến hành giao đưa cái key này vào phần mềm, được anh chị. Click lại, mình click lại. Mỗi lần anh chị mở phải click lại anh chị. Đó. Nguyễn Bình Giao. Rồi. Cái license key của nó là nguyenhuynhgiao.com. nguyenhuynhgiao@gmail.com. License key của nó là, giờ sẽ copy nguyenhuynhgiao.com và giao, nhấn vào login. Được không ạ? Mình sẽ nhấn vào login. Rồi, ở đây là mình đã có bộ công cụ này hoàn toàn miễn phí, được anh chị. Nhưng mà nó rất là nguy hiểm nếu anh chị không được hướng dẫn, được anh chị. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho anh chị một số công cụ cơ bản mà giao thường xuyên sử dụng hàng ngày, được anh chị. Gần như ngày nào tôi cũng sử dụng. Một cái chức năng cực kỳ quan trọng là chức năng thứ nhất á, là trong phần trước giao đã nói cho anh chị là phần chúc mừng sinh nhật, được không ạ? Giao thường xuyên có rất là nhiều bạn bè mới bằng cách là chúc mừng sinh nhật. Thì ở đây mình có một chức năng gọi là chúc mừng sinh nhật một cách tự động, được anh chị. Và Giao có một có những câu thần chú để chúc mừng sinh nhật. Anh nếu anh chị tải cái file Word về, anh chị sẽ thấy một số câu thần chú, được không ạ? Ở đây mình sẽ có hai câu thần chú, được anh chị. Giao sẽ xài câu thần chú, hay dùng là câu thần chú là chúc mừng sinh nhật. Anh chị thấy không ạ? Giao copy cái câu thần chú đó. Câu thần chú là nè, cực kỳ ấn tượng, Giao copy câu thần chú đó. Được anh chị, Giao mở phần mềm lên, được không ạ? Rồi, Giao bắt câu thần chú. Anh chị thấy câu thần chú không ạ? Thay mặt Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, các bộ trưởng, các ban ngành, 90,5 triệu người Việt Nam, 7 tỷ dân trên thế giới chúc mừng ngày sinh nhật. Và Giao nhấn vào send a message, là lời chúc mừng sinh nhật này sẽ gửi đến rất là nhiều bạn bè. Được anh chị, gửi đó, họ nó gửi tự động như vậy đến rất là nhiều bạn bè có ngày sinh nhật đó, nó gửi anh chị. Nếu ví dụ tại hôm nay Giao đã gửi lời chúc mừng sinh nhật cho các bạn Giao rồi, và một điều kỳ diệu khi anh chị gửi lời chúc mừng sinh nhật là như vậy, được không ạ? Gần như là do Giao có 5.000 bạn bè nên gần như ngày nào cũng có chúc mừng sinh nhật. Và khi Giao làm việc đó anh chị, Giao làm việc đó thì có một điều kỳ diệu nó xảy ra anh chị, được không ạ? Anh chị thấy không ạ? Giao hay thường xuyên làm việc đó và có một điều kỳ diệu rất là xảy ra là Giao sẽ mở phần chat lên để anh chị thấy là đó. Đây là anh chị, họ rất là bất ngờ, họ comment, họ trả lời là một cái câu rất là vui vẻ. Có người thì cảm ơn rối rít luôn, có người là chưa bao giờ nghe một cái câu chúc mừng sinh nhật như vậy, có chưa bao giờ có những người nào mà họ nghe rồi họ cười lắm cười lộn, chưa bao giờ được chúc như vậy. Nhưng mà có điều quan trọng, điều này nó ảnh hưởng đến thương hiệu và ảnh hưởng đến công việc bán hàng của anh chị, là nếu mà một người mà đã biết anh chị trên Facebook, khi họ thấy cái câu chúc mừng sinh nhật này á thì họ rất là vui vẻ, rất là hạnh phúc và họ cảm ơn rối rít. Còn nếu một người mà họ chưa biết anh chị trên Facebook thì như thế nào? Nếu mà họ chưa biết anh chị trên Facebook á thì họ bắt đầu họ sẽ tìm hiểu, là họ sẽ click vào coi là người này là ai, họ làm gì mà họ chúc như vậy. Là vô tình là họ đã vào Facebook cá nhân và họ biết mình đang làm gì, họ biết mình đang kinh doanh gì hoặc là đang bán sản phẩm gì. Đó là một kỹ thuật anh chị. Đây là con là một kỹ thuật. Anh chị chỉ cần click vào tool, cứ mỗi sáng anh chị nhấn vào tool, nhấn vào send birthday, anh chị nhấn send message, nó tự động nó lưu lại khi anh chị làm lần đầu. Mỗi ngày như vậy.
thì anh chị sẽ kết nối được rất là nhiều bạn bè, được không ạ? Và đây là một cái kỹ thuật thứ hai. Cái kỹ thuật này cực kỳ lạc bẹt, và có nhiều người bạn nói với mình á là mỗi ngày bạn phải bất bạn bán hàng cho Phúc, bạn mất rất là nhiều thời gian, bạn đi like những bài post của người khác, đúng không anh chị? Họ đi like từng bài post, ví dụ là thấy bạn này đó, nhấn vào like từng bài post của người khác để cho cái điểm, cái ad rank nó tăng lên. Mà khi anh chị like như vậy thì mất rất là nhiều thời gian, anh chị like kéo rất là like. Nhưng mà trong bộ công cụ 39 độ này nó có một chức năng cực kỳ đặc biệt mà các học viên thường gọi là chức năng like dạo. Like dạo là sao anh chị? Là khi anh chị nhấn vào sử dụng chức năng, nó sẽ hiển thị một cái bảng như vậy, một cái bảng like như vậy, được không anh chị? Đó, một cái bảng như vậy. Thì anh chị mình chỉ cần nhấn vào nút like on button, được anh chị, là tất cả những cái nút like, cả là bài viết like trong comment của những người đó, thì cho anh chị phần mềm sẽ tự động like hết bằng khoảng một vài cú click chuột là tất cả người like ở trên Facebook anh chị đó. Rồi ra chỉ cần nhấn vào dấu mũi tên đi xuống đó, nó sẽ kéo xuống những người khác đó anh chị. Rồi tao tiếp tục vào nhấn. Tuy nhiên chức năng này anh chị không nên quá lạm dụng nó, tại vì Facebook nó có quy định hết. Nếu anh chị quá lạm dụng thì nguy cơ tài khoản của anh chị bị khóa rất là cao. Đâu là chức năng để anh chị. Rồi ví dụ đây là một chức năng khác nè, Add Friend, mời kết bạn. Ví dụ có rất là nhiều người bạn ở đây, anh chị chỉ cần nút vào nút Add Friend button là tất cả những nút chức năng hiện kết bạn là tự động, là nó sẽ nhấn vào tự động kết bạn hết, được không chị? Được không ạ? Đó, nó nhấn vào hết, chị giao ngưng lại, tại nó rất là nhanh, nó giúp cho mình kết rất là nhiều bạn, được không ạ? Được anh chị? Đó là một số chức năng. Ngoài ra còn rất là nhiều chức năng khác như là mời bạn bè like bay, rồi click on John, rồi đăng bài lên group, được anh chị? Rồi lấy email từ group, được không ạ? Unfriend bạn bè, được anh chị? Hàng ngàn cái biểu tượng cảm xúc khác nhau anh chị xài mà, nó rất là nhiều chức năng, được anh chị? Anh chị có thể là mình có thời gian mình sẽ test thêm từng chức năng, thì lý do là view clip ta có giới hạn nên mình sẽ không hướng dẫn cho anh chị nhiều chức năng nữa. Ví dụ là gửi tin nhắn bạn bè hàng loạt là anh chị, được không ạ? Gửi rất là nhiều bạn bè, được không ạ? Đó là những chức năng mà phần mềm này nó cung cấp cho anh chị về Facebook. Thì bao nhiêu chức năng đó thôi là trên Facebook anh chị đã bán hàng được rất là tốt rồi. Nhiều bạn chỉ cần bao nhiêu chức năng này là bạn đã bán được hàng trên Facebook cá nhân rồi. Thì phần Facebook cá nhân của chúng ta đến đây là kết thúc anh chị.